Hà Nhật Tuấn Hà xin chào quý khách. Hôm nay là ngày 5 tháng 10 2023. Bên em thì khi quay video cũng vào cũng sẽ báo ngày hàng về. Thì hôm nay là bên em đang về ra được 2 con đế 3 chiếc là 1 con 3 chiếc FPMA 102 hàng nước gần như mới nguyên thùng. Con này nếu như quý khách mà mua thì rẻ hơn được khoảng tầm gần 30 triệu. Gần 30 triệu so với con mới. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau xem bắt đầu là về sản phẩm có một con Panasonic FP-102. Sau đây, đây, bây giờ bắt đầu là tiếp tục ra chúng ta sẽ có một con chiến đấu. Đây, vẫn còn Việt Nam đến 2 rồi không kịp viết thành ra quay. Đây, Việt Nam đến 2 này, vẫn còn không kịp quay cho nên là quên mất đây. Đấy, mã vận đơn từ Nhật về đây, vẫn còn đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau xem. Cách nào mà hôm trước hỏi Panasonic FP-102 mà thăm thì alo sớm nhé, bởi vì cũng không còn nhiều. Panasonic FP-102 này đang có giá là 73 triệu, bảo hành 12 tháng. Nếu mà quý khách lấy thì bên em giảm thêm 1 triệu nữa, tính cách 72 triệu bảo hành 12 tháng. 72 triệu bảo hành 12 tháng. Cái mẫu này thì khi về sẽ có đầy đủ hết toàn bộ ra giấy tờ này. Giấy tờ mua bán bên Nhật. Cái này thì đây là giá tiền. Xin phép này em sẽ thu lại tờ giấy này. Đây, cước phí vận chuyển của các nơi này nói chung là không thiếu một cái giấy tờ gì. Chúng ta sẽ thử xem con Panasonic FP-102 phải có gì nhé. Cách như này. MA100 này, cái phần tay của máy rất là đẹp luôn. Chân này. Chân. Đây là máy mà khi mà về nó chưa dọn thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy ra những cái vết bẩn như thế này. Bao giờ chúng ta sẽ bỏ ra để chúng ta vệ sinh. Đấy, chúng ta bỏ ra để chúng ta vệ sinh. Đấy. Và con này thì hàng zin nguyên bản của nó đang có giá là 72 triệu bỏ 12 tháng khác nhất. Fujioki SKS 6800 vừa về, con này 46 triệu bảo hành 12 tháng quý khách ạ. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với chiếc này hôm nay, Panasonic FP-102 hàng qua sử dụng. Panasonic FP-102 hàng qua sử dụng. Đây, chúng ta sẽ xem một con ghế mà nói chung nó thực ra gọi là ghế mới cũng không quá đâu. Khách khi mua một con như thế này thì sẽ rẻ đi được khoảng tầm gần 30 triệu so với ghế mới. Gần 30 triệu so với ghế mới thì chúng ta làm con 2 và 3 thì khác nhau. Nên nếu quý khách mà chốt làm con này thì rất là ok luôn. Phải nói là đỉnh luôn. Chúng ta sẽ cùng nhau thử xem con này nó sẽ có cái gì nhá. Vẫn còn đầy đủ phụ kiện này, Panasonic FP-102 là sách vở giấy tờ đầy đủ nha. Màn hình vẫn còn được túi này niêm phong này, chưa có một vết bụi đâu màn hình này. Đấy. Chúng ta sẽ thử nhìn xem ở trên ra ghế được không, rất đẹp luôn. Đây, như những cái bản như cái kia đây, các khách nhìn này, chân của cái kia nó bụi, cái bản này chân nó còn không bụi. Đây là những cái con ghế còn hàng bày ấy, chúng ta sẽ xem đây. Những con ghế hàng bày này. Đấy. Gối đầu này. Máy bởi vì nó là hàng bày ấy, cho nên là cái bông này cũng vẫn còn nhé quý khách nhé. Bông này khách nào mà chốt trong MA102 thì alo bên em nhé. Đang có giá là 82 triệu thì bảo hành 12 tháng quý khách ạ. Một con ghế mà có thể nói là những hộp. Nhưng tôi cũng thích bụi qua cho em, tôi bắt đầu đóng lại. Đây, Panasonic MA102. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với những con ghế tiếp theo ngày hôm nay. Chúng này sau cùng đây đấy. Tiếp tục ngày hôm nay thì Nhật Tuấn Hà bắt đầu làm về những dòng ghế massage tầm trung. Nhưng mọi người cứ hay hỏi là Tuấn Hà từ lâu nay có làm ghế massage tầm trung không thì thời đại thay đổi thì mọi thứ cũng thay đổi. Hôm nay thì kinh tế khó khăn đấy, chúng ta là nhiều khi là khách hàng cũng giảm cái chi
năm nay bọn em quyết định làm thêm cái dòng ghế Fuji Oki phiên bản 5600 này. Fuji Oki phiên bản 5600 này bảo hành 12 tháng là có giá là 27 triệu cho khách nhé. 27 triệu cho dòng Fuji Oki SKS 5600 này. Bảo hành 12 tháng. 27 triệu cho khách ạ. Đến với hàng Nhật Tuấn Hà thì giá nào công khai, giá nào cũng rõ ràng và đàng hoàng. Còn ví dụ như mọi người hỏi là cái dòng ghế bãi này về nó có hỏng không thì là nó cũng có hỏng, nhưng mà chủ yếu là do cái tay nghề của thợ nó quyết định được là cái máy nó bền hay không, chứ còn đâu là bảo là mua hàng bãi về mà nó không hỏng khóc gì ra thì cũng không đúng lắm. Nhưng mà thực ra là những cái dòng này khi được lựa chọn ở bên kia nó về rồi thì nó cũng khá là đẹp của khách ạ, cho nên là cái tỷ lệ lỗi hầu như nó cũng không có mấy đâu. Thành ra là nếu mình sẽ làm mắt sẽ làm video xong là bắt đầu cắm tép thử điện cho mọi người xem là cái tỷ lệ lỗi của những cái con này nó về từ Nhật về như thế nào. Đây là xong một con rồi. Tôi sẽ quay review cho quý khách xem luôn. Con này nếu như mà bác nào ở trong lô đầu tiên mà test xem mua xem con đầu tiên của lô ấy, em sẽ tính bác là 25 triệu bảo hành 12 tháng. Có nghĩa là nếu trong lô này mà hôm nay có bác nào chốt cho em con này thì em sẽ tính các bác là 25 triệu bảo hành 12 tháng. Đấy. Cùng nhau thử xem nó có thể đang quay xung quanh thế nào. Đây nhá, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn thử xem con ghế về nó sẽ như thế nào. Đầu tiên là phần đầu này, da đầu này. Một con ghế mà muốn nhìn nó chạy có lâu hay không, chúng ta sẽ nhìn sang những cái phần vải này, nó chưa bị rách hoặc là chưa bị nhàu thì không nói, nhưng mà chưa bị giãn ra thì tức là người ta sẽ nằm rất ít. Đây, tất cả những cái lớp da này rất là hoàn hảo. Còn đâu là do cái quá trình vận chuyển thì bao giờ da nó sẽ bị dấp, những cái này không thể tránh khỏi. Đây, chúng ta sẽ nhìn khi nằm ra thì nó sẽ trơn. Đây, các em thấy da rất là mềm này. Đấy, sờ nắn này. Okay. Chúng ta sẽ đến đây cái lớp lót bên trong, nhìn cái là quý khách sẽ biết được xem là ghế nó còn mới hay không. Đây, quý khách nhìn này, wow, đẹp đúng không? Quý khách chốt con này đi ạ, 25 triệu cho bảo hành 12 tháng Fuji Oki SKS 5600 Made in Japan. Con này ra 10 năm nữa mới hỏng. Vai này, bây giờ đến phần tay thì sao? Tay này, mông này. Đấy, rất là đẹp, bị một chút bụi thôi, Tùng ơi, ra lấy dây điện cắm thử lên luôn xem, em sẽ thử lên cho quý khách xem nhé. Xem cái chân. Con Fuji này thì mọi người hỏi rằng là dòng gì thì thứ nhất với quý khách là con này là thuộc về phiên bản đời 2016, 2000 cao lắm thì lên đến 2017 là kết thúc của mẫu SKS 5600 này rồi. Kết thúc mẫu 5600 này rồi. Còn con này thì tính năng nó có thiếu gì không thì xin thưa là con này không thiếu tính năng gì, bởi kết thúc 5600 này là bắt đầu là nó chuyển sang đến thế hệ của bản có bài đấm 30 phút, tức là phiên bản đấm của con SKS 6600, 6800 và lên đến 6900. Thì đây là một phiên bản rất là lành, bởi vì phiên bản này không sử dụng màn LCD cho nên là nó là một phiên bản có thể trường tồn mãi được. Và phiên bản này rất sửa chữa, bởi vì rất sửa chữa bởi nó hiển thị mã lỗi bên trên. Khá là nhiều anh em đã làm những cái mẫu như này rồi. Đây, chúng ta sẽ thử quay tem của sản phẩm. Các bạn ra quay tem này, trực tiếp xem con cái này luôn này. Và cái lô này về đẹp, nói chung là đều người con đi người. Phần da này, người con như cả người luôn, đẹp hoàn hảo luôn quý khách ạ. Người con như cả người luôn nhá.
tiếp tục Fuji. Đấy, mọi người cứ hay so sánh hỏi là tại sao Nhật nó rẻ, chứ thực ra là rẻ hay đắt thì hàng vẫn phải đẹp. Bởi vì thực ra là chúng ta là bán cho khách hàng sử dụng mà, cho nên là mình cũng cứ tận tâm mà bán thôi. Do là với nhiều người, người ta cứ bảo là hàng người ta đẹp thì nó phải bán đắt, nhưng thực ra là nói thật với anh em là nhập về thì nó cũng không lệch nhau nhiều đâu. Giỏi lắm thì các bác nhập về đắt hơn khoảng tầm 1-2 triệu so với em nhập hết bao nhiêu, mà thực ra là ít người nào nhập được giá tốt hơn hàng nhập Việt Nam. Tại vì em cũng nghĩ là ít có nơi nào mà bắt đầu là nhập về số lượng hàng bán một quy mô lớn nhiều như bên em bán đâu, rất ít luôn. Cho nên là cái giá thành bên em bao về chắc chắn lúc nào phải nói là về giá rất là tốt luôn. Đấy, thì là đây, em lại quay cái chiếc xe của anh. Anh lưu ý nhá, 27 triệu cho bảo hành 12 tháng. Người đầu tiên bán thì nếu em sẽ bán với giá cho quý khách là 25 triệu để mở hàng trên lô 5600. SKS 5600 này, Made in Japan của con SKS 5600 này. Đấy, thì em rất là cảm ơn quý khách lúc nào cũng ủng hộ. Thì đẹp lắm. Nói chung là sắp ghế thì ok. Không có gì mà phải bàn về con 5600 này. Rất là đẹp, chỉ vệ sinh qua một chút thôi là chúng ta có thể bán được rồi. Đấy. Rồi, cảm ơn quý khách nhá. Mong quý khách lúc nào ủng hộ Nhật Tuấn Hà rất là nhiều ạ. Cảm ơn quý khách.